Vũ Mobile xin chào các bạn. Video clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay cụm camera trước của iPhone 5S. Đây là chiếc iPhone 5S của khách hàng mang đến Huy Dũng kiểm tra với tình trạng camera trước vào chụp không bung, mặc dù camera sau vẫn hoạt động được bình thường như các bạn cũng đã thấy. Với trường hợp máy này cũng đã có test thử cụm camera trước khác hoàn toàn ok, cho nên có thể xác định được chính xác là lỗi do dây camera trước gây ra đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy và thay cụm camera trước cho máy. Các bạn tháo màn hình ra. Và đây là cụm camera trước của máy đó các bạn, bao gồm có cả loa trong, cụm cảm biến áp tai được tích hợp trên cùng một sợi dây như thế này. Các bạn tháo từng phần ra. Lấy loa trong ra ngoài và tiến hành tháo dây. Sau khi đã tháo được dây lỗi ra ngoài, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cụm dây mới vào trong máy. Và đây là cụm dây camera trước mình đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn ok. Các bạn lắp lại dây mới vào vị trí cũ. Lắp lại loa trong. Nẹp loa và vặn ốc cố định như ban đầu. Sau cùng là chúng ta sẽ lắp lại màn hình vào máy. Vặn lại hai con ốc đuôi cố định màn hình và thân máy với nhau. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong thao tác thay camera trước cho iPhone 5S. Các bạn mở máy lên và test lại phần camera trước. Ok rồi đó các bạn. Huy Dũng Mobile cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.